Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Agribank Thanh Hóa tự hào chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển. Cảnh sát chiêu trò lừa đảo gọi mời chuẩn hóa thông tin thuê bạc. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là cao điểm bùng nổ du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng. Việt Nam lọt danh sách 5 nước được du khách tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2023 do Expedia, trang du lịch hàng đầu thế giới bình chọn. Theo Expedia, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng tìm kiếm lớn nhất vào mùa hè năm nay. Các thành phố như Hà Nội có tỷ lệ tìm kiếm và đặt phòng lên tới 298%, Đà Nẵng 439% và thành phố Hồ Chí Minh 219%. Có thể thấy, thay vì dập khuôn lựa chọn những điểm đến quen thuộc hàng năm như Canada hay Mỹ, du khách có sự tìm hiểu và lên kế hoạch khám phá các quốc gia mới lạ và hấp dẫn khác với chi phí không quá đắt đỏ, chẳng hạn như Việt Nam. Ngoài ra, trong danh sách điểm đến nhất định phải ghé mùa hè năm 2023, còn có 4 điểm đến khác được Expedia bình chọn là Nhật Bản, New Zealand, Italia và Pháp. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 năm 2023 của cả nước ước giảm 0,1 đến 0,2% so với tháng trước. Song bình quân quý 1 năm 2023, CPI đã tăng khoảng 4,2 đến 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm, còn nhiều yếu tố đan xen làm tăng, giảm áp lực lên mặt bằng giá. Để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá, các bộ ngành địa phương cần chủ động đẩy mạnh thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước. Đối với các mặt hàng nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường, các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động đề xuất, chuẩn bị các phương án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá kỹ tác động đối với kinh tế xã hội mặt bằng giá để chủ động có phương án điều chỉnh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến mặt hàng giá thị trường. Năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tự hào tròn 35 năm tuổi. Trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank Thanh Hóa đã cung ứng nguồn vốn tín dụng kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ khi ra đời đến nay, Agribank Thanh Hóa luôn dành gần 90% tổng dư nợ cho vay, đầu tư phát triển khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động của ngân hàng được đưa đến gần dân, sát dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay trả như mở các phòng giao dịch tại các cụm xã, thành lập các tổ vay vốn, mở sổ đăng ký nhu cầu vay vốn, mở điểm giao dịch bằng xe lưu động ô tô chuyên dùng. Bên cạnh đó, Agribank Thanh Hóa cũng tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh. Trong thời điểm dịch bệnh vừa qua, Agribank Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đến tháng 3 năm 2023, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt 21.060 tỷ đồng. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 23.200 tỷ đồng, là ngân hàng có quy mô nguồn vốn dư nợ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động kinh doanh luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Gia đình cũng có vay vốn ngân hàng, năm 92-93 thì vay 2 triệu, sau đó thì gia đình là mở rộng diện tích, thế là làm kinh tế, thế là vay ngân hàng thêm hiện tại đến bây giờ là hơn 500 triệu. Thì trong hơn 30 năm nay thì gia đình là tiếp cận với ngân hàng thì được ngân hàng quan tâm, tư vấn, hỗ trợ, thế là làm thủ tục cho vay. Thì đến bây giờ gia đình thu nhập với cây cao thì cũng được 300-400 triệu. Rồi có năm giá nó cao thì được 700-800 triệu. Công ty Phú Gia thì thành lập từ năm 2002, trong cả chặng đường đến nay đã là 20 năm thì là ngân hàng nông nghiệp là luôn luôn đồng hành cùng với Phú Gia, và Phú Gia cũng rất là tin tưởng ở cái ngân hàng nông nghiệp, được cũng đánh giá rất là cao về các cái chất lượng phục vụ cũng như là cái sự hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp trong cả những chặng đường, cả những cái giai đoạn thuận lợi cũng như là giai đoạn khó khăn. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank Thanh Hóa rất quan tâm đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội với nhiều dự án chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn được triển khai.
Đến nay, ngân hàng đã ủng hộ hơn 100 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, khẳng định một Agribank luôn nghĩa tình, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank Thanh Hóa luôn được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa, ngân hàng vì cộng đồng, là đối tác tin cậy của hàng trăm nghìn khách hàng. Trong thời gian tới, vẫn với kiên định sứ mệnh của mình là phục vụ tam nông, Agribank Thanh Hóa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những cái thành tích đã đạt được mà bao thế hệ cán bộ đã dày công, vun đắp, để lại, tiếp tục đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất và cung cấp thêm các cái sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, người lao động Agribank Thanh Hóa sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị để đưa Agribank Thanh Hóa ngày càng phát triển bền vững. Những thành tựu trong 35 năm qua sẽ là nền móng vững chắc để Agribank Thanh Hóa tiếp tục vững bước phát triển, xây dựng một ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại, tiếp tục khẳng định vị thế vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là nông nghiệp, nông thôn, và thực hiện xuất sắc sứ mệnh Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có từ 15% đến 20% trở lên số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì phải có từ 55% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch trở lên. Tiêu chí này đang là một khó khăn đối với các huyện miền núi khi xây dựng xã nông thôn mới. Câu chuyện thực tế ở huyện Ngọc Lặc. Từ nhiều đời nay, bà con nhân dân xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc vẫn sử dụng nguồn nước sinh hoạt được dẫn từ các mó nước trên rừng, nước trong khe suối hoặc nguồn nước từ các giếng khoan, giếng đào qua hệ thống bể lọc nước. Gia đình nào có điều kiện thì sắm thêm máy lọc nước để phục vụ sinh hoạt. Như vậy, nếu theo tiêu chí thì xã Vân Am chưa đủ tiêu chuẩn người dân được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Nếu để đầu tư được một cái hệ thống để đảm bảo cung cấp được 20% nhân dân là được sử dụng nước sạch thì đây là cả một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên thì Bộ Tiêu chí thì đã ban hành thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng, nhưng mà từ cái tình hình thực tế đấy, từ cái điều kiện địa phương đấy, thì chúng tôi thấy rằng là để phù hợp hơn thì nên chăng là cấp có thẩm quyền nên quy định cái việc sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch nó phù hợp với từng khu vực, đặc biệt là khu vực miền núi. Cũng như xã Vân Am, xã Cao Ngọc cũng đang đặt mục tiêu năm 2023 sẽ về đích xã nông thôn mới, nhưng vướng mắc nhất hiện nay vẫn là quy định phải có ít nhất 20% số hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Để đạt được tiêu chí này, cần rất nhiều yếu tố, trong đó nếu dựa vào nguồn ngân sách địa phương để đầu tư hệ thống cấp nước tập trung là vượt quá khả năng. Việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hệ thống cấp nước tập trung cũng không dễ dàng, bởi nếu tính tới lợi nhuận thì các doanh nghiệp sẽ không sẵn sàng đầu tư nhà máy xử lý nước sạch ở những xã vùng sâu, vùng xa. Việc đầu tư một cái hệ thống cấp nước tập trung như đối với cho một xã mà với tỷ lệ 20% như ở chúng tôi thì thấy rằng cái mức đầu tư tổng mức là khoảng 6 đến 7 tỷ đồng. Thì như vậy là cái mức là rất là cao và gần như là vượt ngoài cái khả năng điều kiện của xã. Chính vì vậy là cái việc để mà nội lực đầu tư cho xã thì để mà đầu tư gần như là rất là khó thực hiện. Bên cạnh đấy thì để mà kêu gọi doanh nghiệp vào để mà thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch cho cái bà con nhân dân ở miền núi thì chắc chắn là bây giờ cũng khó. Hiện nay trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới chỉ đạt 8,5%. Huyện có 15 xã chưa có công trình cấp nước sạch tập trung. Nếu không có sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ các cấp các ngành có liên quan, thì con đường đưa nước sạch về thôn bản ở những xã miền núi vẫn muôn vàn khó khăn và mục tiêu về đích nông thôn mới của nhiều xã trong năm 2023 sẽ khó có thể thực hiện được. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa dông kéo dài đến ngày 9 tháng 3, sau đó trời tạnh ráo, hửng nắng, nền nhiệt tăng dần. Dự báo khoảng ngày 28 tháng 3, một đợt không khí lạnh yếu có thể bổ sung xuống miền Bắc nước ta. Vì vậy, từ nay cho đến ngày 29 tháng 3, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 30 tháng 3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng dần. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4, nền nhiệt tăng nhanh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi,
nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Mỹ đánh giá một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống. Nêu quan điểm trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ, thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong thực tiễn. Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về những vấn đề còn có sự khác biệt để tăng cường hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện nay có khá nhiều người vẫn coi việc cầm hộ hàng hóa qua biên giới hoặc tại sân bay, bến tàu, bến xe là bình thường. Tuy nhiên, việc giúp người khác cầm hộ vận chuyển hàng hóa có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý rất nặng nề. Bộ Công an đề nghị người dân khi được nhờ cầm hộ hàng hóa, nhất là cầm hộ qua biên giới, cần phải kiểm tra xác định rõ hành vi đó có trái quy định của pháp luật không. Trường hợp di chuyển tại sân bay, bến tàu, bến xe, nơi công cộng cần cảnh giác với những hành vi lạ bất thường, không nên xách đồ hộ cho người lạ khi chưa biết rõ về hành lý. Giữ hành lý và giấy tờ tùy thân của mình cẩn thận, có trách nhiệm thông báo với nhân viên an ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện hoặc bị phát hiện hành lý xách hộ, nghi có chứa chất cấm, hàng cấm và hợp tác để xác minh điều tra làm rõ các yếu tố cố ý hoặc vô ý của hành vi vận chuyển hàng cấm, chất cấm. Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vận chuyển trái phép ma túy, hàng hóa bị nghiêm cấm, nhất là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức để vận chuyển hàng cấm, chất cấm trái phép qua biên giới. Trước tình trạng ở một số địa phương vẫn yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chấn chỉnh việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Hiện nay, các đơn vị địa phương của tỉnh Thanh Hóa đang tập trung giải quyết thủ tục hành chính với phương châm nhanh chóng, chính xác và tuyệt đối không gây khó khăn phiền hà cho công dân. Do đã nắm bắt được thông tin về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy nên khi đến làm các thủ tục liên quan đến đất đai tại bộ phận một cửa của huyện, ông Vũ Văn Thực ở xã Hà Châu, huyện Hà Trung chỉ mang theo căn cước công dân gắn chip. Tại đây, ông còn được cán bộ của bộ phận một cửa hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử để sử dụng tra cứu dịch vụ công. Tôi thấy là cái việc làm của một cửa là nhanh, gọn và hơn nữa là bây giờ các cái thủ tục cũng không rườm rà. Trước đây còn phải thu hộ khẩu nhưng bây giờ không có thu hộ khẩu nữa. Hiện nay, bộ phận một cửa của tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh đều đã quán triệt đến cán bộ tiếp dân là phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác. Tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã thực hiện kết nối cổng dịch vụ công tỉnh, hệ thống thông tin một cửa cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, các cấp chính quyền cũng tuyên truyền đến người dân niêm yết tài liệu thông báo công khai tại bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công. Bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 để sử dụng tra cứu dịch vụ công. Trong quá trình giải quyết thì cũng có rất nhiều cái khó khăn. Đấy là một số công dân thì chưa thực hiện cái thẻ căn cước gắn chip. Nên là vấn đề cũng khó khăn trong vấn đề khai thác dữ liệu dân cư của công dân. Cái thứ hai nữa là một số công dân thì người ta không dùng điện thoại chính chủ. Nên vấn đề mà lập tài khoản cho công dân mã định danh điện tử cũng rất là khó khăn. Thì trong thời gian tới thì đối với lại Ủy ban huyện Hà Trung thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tuyên truyền hướng dẫn cũng như là cho cán bộ công chức cũng như là về người dân. Qua một thời gian thực hiện thì đến nay là chúng tôi là thực hiện nghiêm túc cái quy định về việc không yêu cầu công dân nộp cũng như xuất trình sổ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy. Từ khi thực triển khai thực hiện đến nay thì đã có gần 300 lượt là cán bộ tại bộ phận một cửa của thành phố là truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin phục vụ cho giải quyết thủ tục hành chính. Và 100% cán bộ tiếp nhận hồ sơ đều có tài khoản dịch vụ
trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng như tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành công văn số 2379 về việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh khẩn trương công bố hướng dẫn thực hiện 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 104/2022, đồng thời yêu cầu Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm việc kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính ở các cấp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, anh Nguyễn Văn Tuấn ở huyện Nga Sơn đã thành lập công ty trách nhiệm hạn khoa học công nghệ Đăng Khoa, đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng mô hình nuôi cấy sản xuất đông trùng hạ thảo. Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, mô hình đã đạt được những thành công bước đầu, góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Tốt nghiệp khoa nông lâm ngư nghiệp, trường Đại học Hồng Đức, sau đó làm việc tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã giúp anh Nguyễn Văn Tuấn tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế về sản xuất đông trùng hạ thảo. Năm 2017, anh bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị nuôi cấy đông trùng hạ thảo ở quy mô lớn. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là khó khăn về vốn. Khó khăn thứ hai là khó khăn về quy trình công nghệ. Thì mình cũng có học qua nhưng mà cái quy trình này nó hoàn toàn nó khác. Thì phải trải qua mất hơn một năm thì lúc đó mình mới bắt đầu mình sản xuất được giống thạch và tuyển chọn được giống. Thì phải mất 3 năm đầu thì mình mới hoàn thành được quy trình công nghệ. Trong quá trình đầu tư sản xuất đông trùng hạ thảo, anh Tuấn luôn chú trọng sử dụng nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên như nhộng tằm, gạo lứt, nước dừa, khoai tây, lá đu đủ. Quy trình nuôi được phát triển trong phòng kín, đảm bảo kỹ thuật theo công nghệ tiên tiến, giúp cho ra sản phẩm có hàm lượng dược chất cao vượt trội. Cùng với việc chú trọng chất lượng, anh còn quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm và dễ tiêu thụ. Các sản phẩm sản xuất ra đều được gắn tem, mã truy xuất nguồn gốc và xây dựng chứng nhận sản phẩm OCOP. Đến nay, công ty trách nhiệm hạn khoa học công nghệ Đăng Khoa do anh Tuấn thành lập đã đưa ra thị trường 6 dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Đăng Khoa đã đầu tư 5 phòng nuôi. Với tiêu chuẩn phòng nuôi mỗi phòng là 50m², thì như vậy là 250m², thì mình mong muốn là sắp tới là sẽ tiếp tục hạ giá thành sản phẩm và mở rộng thị trường và làm với quy mô lớn hơn. Hướng của mình là trong năm 2023 là sẽ đẩy mạnh thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc và đặc biệt đó là cái nước Hàn Quốc và có một cái nước đó đặt vấn đề với mình đó là nước Thái Lan và nước Lào. Không bằng lòng với những thành công đã đạt được, hiện nay doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Tuấn đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới đạt chuẩn OCOP 4 sao, đồng thời nắm bắt nhu cầu của thị trường để mở rộng sản xuất đông trùng hạ thảo theo quy mô công nghiệp. Qua đó, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận, sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe. Hiện nay, các nhà mạng viễn thông đang yêu cầu khách hàng chuẩn hóa thông tin cá nhân đối với thuê bao di động. Lợi dụng việc này, các đối tượng xấu đã sử dụng chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Theo quy định, đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, nếu thuê bao di động nào chưa cập nhật thông tin cá nhân phù hợp với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thì sẽ bị khóa 1 chiều. Đến ngày 15 tháng 4 sẽ bị khóa 2 chiều và 30 ngày sau nếu không cập nhật sẽ bị thu hồi SIM. Lợi dụng quy định này, các đối tượng xấu đã thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân trong cả nước dưới hình thức thông báo thuê bao của người được gọi, sắp bị khóa thuê bao, yêu cầu nâng cấp bổ sung thông tin cá nhân, từ đó lừa chiếm đoạt SIM điện thoại di động của người được gọi, rồi chiếm tài khoản ngân hàng, ví điện tử của họ để chiếm đoạt tài sản. Theo các doanh nghiệp viễn thông, trong dịp này, tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng của nhà mạng sẽ thực hiện các cuộc gọi đến tệp khách hàng có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thông báo về thời gian và hướng dẫn cách thức thực hiện chuẩn hóa thông tin. Tuy nhiên, các tổng đài viên tuyệt đối không được phép cập nhật thông tin hộ khách hàng và hệ thống phần mềm quản trị dữ liệu khách hàng cũng không cho phép tổng đài viên thực hiện thao tác này. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu chủ thuê bao cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị lừa đảo. Nhân viên của VNPT cũng như nhân viên của các nhà mạng thì không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng của mình cho một bên thứ ba. Nhưng mà VNPT, Vinaphone cũng khuyến nghị khách hàng là trong quá trình giao tiếp hàng ngày cũng tránh để lộ lọt thông tin cho bên thứ ba. Và nếu mà dữ liệu của mình mà lộ lọt cho bên thông tin thứ ba thì rất có thể là nó sẽ bị phát tán ra và bị các đối tượng lợi dụng. Người dân lưu ý,
Các thuê bao cần chuẩn hóa thông tin trước ngày 31 tháng 3 tới là thuê bao trả trước. Đối với nhà mạng Vinaphone, người dân có thể tự cập nhật thông tin cá nhân của mình qua website chính thống là http://vinaphone.com.vn hoặc cài đặt ứng dụng MyVNPT trên điện thoại thông minh. Tương tự với nhà mạng mobile phone là trang web http://mobilephone.vn và ứng dụng MyMobilePhone. Với nhà mạng Viettel là trang web http://viettel.vn hoặc ứng dụng MyViettel. Các khách hàng gặp khó khăn trong quá trình tự cập nhật thông tin có thể đến các điểm giao dịch, đại lý ủy quyền của nhà mạng để được hỗ trợ. MobilePhone không tiến hành gọi ra và gửi thông tin để khách hàng cập nhật. Khách hàng lưu ý vấn đề tránh các hình thức lừa đảo là gọi ra giả danh là nhà mạng để yêu cầu khách hàng gửi các cái thông tin cá nhân để cập nhật. Hệ thống quản lý thông tin của khách hàng của Viettel bảo mật rất là cao. Khi mà nhân viên mà tác động vào số thuê bao của khách hàng ấy thì hệ thống của Viettel trả cho khách hàng một cái tin nhắn thông báo cho khách hàng biết được cái là ai đang tác động vào cái thuê bao đấy. Nên khách hàng có thể là yên tâm để cung cấp thông tin để chuyển hóa. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa ghi nhận trường hợp khách hàng bị đối tượng lừa đảo thực hiện cuộc gọi giả danh, chào mời chuẩn hóa thông tin. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi kỹ các cách chuẩn hóa thông tin chính thức từ đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, không tự ý truy cập các đường link lạ qua tin nhắn và đặc biệt lưu ý quá trình chuẩn hóa thông tin sẽ không có nội dung liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Liên quan đến việc thiếu vaccine dịch vụ, nhiều phòng tiêm chủng phải đóng cửa, việc cung cấp vaccine tiêm chủng cho người dân bị gián đoạn. Bộ Y tế cho biết đã chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc để các đơn vị dịch vụ chủ động hơn trong việc mua vaccine phục vụ nhu cầu của người dân. Theo Bộ Y tế, vaccine là một trong những biện pháp quan trọng phòng chống bệnh truyền nhiễm. Để bảo vệ hiệu quả sức khỏe cộng đồng, cần duy trì tỷ lệ miễn dịch cao và rộng khắp. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine ở mức cao trong nhiều năm qua. Đây là yếu tố quan trọng để thanh toán loại trừ và khống chế nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung một số văn bản tháo gỡ các vướng mắc, cho phép các đơn vị dịch vụ chủ động hơn trong việc mua vaccine phục vụ nhu cầu người dân. Bộ Y tế khuyến cáo người dân đưa con em tham gia tiêm chủng thường xuyên, đúng lịch và tiêm vét phù hợp ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng, chỉ đạo các địa phương lập kế hoạch và triển khai tiêm ngay khi có vaccine. Lễ hội mừng Kaza lần thứ tư năm 2023 diễn ra từ 26 đến 28 tháng 3. Đây là lễ hội nổi tiếng được đồng bào các dân tộc ở huyện Quan Hóa tổ chức 5 năm một lần vào tháng 2 âm lịch với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Lễ hội mừng Kaza được tổ chức nhằm tưởng nhớ tôn vinh công lao của nhân vật lịch sử Thượng tướng thống lĩnh quân Khảm Pan cùng với nhân dân đã có công khai phá vùng đất mừng Kaza. Vùng đất nằm trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân và một số xã trên địa bàn huyện Quan Hóa, Quan Sơn ngày nay. Lễ hội được tổ chức với phần lễ gồm nghi lễ tắm tượng bia, dâng hương, rước kiệu đền thờ Thượng tướng thống lĩnh quân Khảm Pan. Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc dân tộc. Lễ hội góp phần tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa vùng đất và con người Quan Hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là lễ hội Mường Kaza đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa và Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nên tai nạn giao thông đã được kiềm chế, giảm 3,89% số vụ so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, trong quý 1 năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm 36 người tử vong và 64 người khác bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 3,89% số vụ, giảm 12,1% số người tử vong và giảm 9,8% số người bị thương. Thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục huy động tối đa lực lượng chức năng của địa phương thực hiện chủ đề An toàn Giao thông năm 2023. Công trình cầu vượt ngang quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Hiện các nhà thầu đang tập trung máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ nhưng lại quên thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Tình trạng này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Điều 47 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, trong quá trình thi công công trình đường bộ đang khai thác, đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ phương án đảm bảo an toàn giao thông như
bố trí cọc tiêu, biển cảnh báo, đèn phản quang. Nhưng trên gần 1 km thuộc quốc lộ 45, đoạn từ thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến đến thôn Kim Bôi, xã Đông Thanh, hệ thống cọc tiêu, biển báo công trường đang thi công được dựng khá sơ sài tạm bỡ. Hiện tại gần 1/2 km mặt đường đã bị hư hỏng biến dạng với nhiều ổ gà lồi lõm nhưng vẫn không được đơn vị thi công san lấp, chám vá. Thậm chí dọc tuyến có 4 vị trí trên mặt đường và lề đường bị đào sâu xuống gần 1 mét, song không hề có hàng rào tôn ngăn cách giữa phạm vi thi công và phần đường xe chạy. Mặt đường mà nó gò ghề mà đi tay lái nó bị cướp, bị ngã. Rồi hôm nay xe kia nó va chạm, rất sợ. Các bên nhà thầu và các bên chủ đầu tư thi công thì không có biện pháp an toàn. Không có đèn mà cũng không có là hàng rào tôn hay là ngăn cách vách gì để cho dân người ta đi đường. Đến tầm 4-5 giờ chiều là xe đi, buổi sáng 6 giờ là xe đi rất đông, rất nguy hiểm, ở dưới là vực sâu. Mà bây giờ mà không may mà va chạm mắt là lăn đấy là chỉ có chết rồi. Quốc lộ 45 đoạn từ km 325 đi qua các xã Đông Tiến và Đông Thanh, huyện Đông Sơn có mật độ người và phương tiện lưu thông khá đông. Tuy nhiên hiện nay, nhà thầu không bố trí người hướng dẫn phân luồng điều tiết giao thông, khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển. Ở đây thì chỉ buổi sáng, buổi chiều giờ cao điểm là hay tắc đường thôi. Tắc đường khoảng tầm 15-20 phút, tắc đường từ dưới hiệu chung lên đến tận đấy. Được biết, tháng 1 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành chỉ thị số 01 yêu cầu chủ đầu tư và ban quản lý dự án chấn chỉnh tình trạng nhà thầu không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Theo đó, yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công cầu vượt ngang quốc lộ 45 đoạn qua huyện Đông Sơn. Trường hợp nhà thầu cố tình phớt lờ, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, cần áp dụng biện pháp cứng rắn đình chỉ thi công và chỉ cho phép thi công trở lại khi thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông. Phát huy những kết quả ấn tượng của giai đoạn trước, trong 2 năm 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa có thêm 4 đơn vị cấp huyện, 35 xã và 148 thôn bản miền núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 53 xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã và 243 thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu, 223 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,72 tiêu chí một xã, tăng 0,22 tiêu chí so với năm 2020. Kết quả trên tiếp tục khẳng định đây là chương trình đúng đắn, hợp lòng dân, khai thác được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thanh Hóa là một trong số ít tỉnh, thành phố có số xã, huyện, thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất cả nước và được Trung ương ghi nhận đánh giá cao. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nâng tầm diện mạo nông thôn xứ Thanh, hình thành nhiều vùng quê trù phú, yên bình, ấm no, hạnh phúc. Nông thôn mới kiến tạo những vùng quê đáng sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.